mình sẽ giới thiệu một đôi nét về saxophone. Nếu đã là một cây nhạc cụ solo thì như mình vừa nói bên trên là cũng giống như ca hát. Các bạn có thể truyền tải cảm xúc của mình lúc vui, lúc buồn, và nhất là những khi các bạn đang yêu. Để chơi được một bài thì không hề khó, nhưng mà để chơi được một đoạn nhạc hay, một bài hát hay, và để cảm xúc, để truyền tải cho những người nghe cảm thấy hiểu được bản thân mình đang muốn gì thì cần phải học và có quá trình rèn luyện. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn nghe một đoạn nhạc mà có cảm xúc và không có cảm xúc. Mình sẽ ví dụ ngay trên chính bài hát mà bây giờ hiện tại đang hot của nhạc sĩ Khắc Hưng, đấy là bài Sau Tất Cả. Và đây là khi chơi nhạc không có cảm xúc. Và bây giờ thì sẽ là có cảm xúc, và cảm xúc bằng của chính mình. Hãy đến với trung tâm âm nhạc Adam để cùng mình tìm hiểu thêm về cây kèn saxophone cũng như các loại nhạc cụ khác. Bạn có thể truy cập vào website dạyhocnhac.vn của trung tâm để biết thêm được chi tiết và các khóa học, các MV, các clip liên quan đến bộ môn saxophone và những cây kèn nhạc cụ khác. Xin chào và hẹn gặp lại.